Hello, chào Trung. Chào mọi người. Dạ, hello, Hôm em nay chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi diễn đàn. Chúng ta thử đưa ra so sánh, nó dĩ nhiên nó trái ngược nhau, nó không phải trái ngược nhưng mà nó khác nhau về mặt bản chất. Đó là gì? Ví dụ cái vụ mà cháu bé 8 tuổi đó, tại sao lại có những cái thành phần là phải bằng mọi cách, đúng không ạ? Đấy, đưa ra những cái khẩu hiệu, những cái hình ảnh để là gì ạ? Tạo tạo áp lực dư luận để mong muốn cho những cái người phạm tội nó phải chịu những cái bản án cực kỳ cao thì mới thỏa mãn được cái ham muốn của người ta. Thế nhưng ngược lại vụ này thì người ta lại lại xoay ngược 180 độ là thế nào? Mà trong khi đó nếu mà xét về góc độ pháp luật thì đều là những người vi phạm pháp luật. Đúng ạ? nhân Đều nhân là những chung người có chung hành chung vi vi phạm pháp luật. chung nhân tiện vừa Trung vừa nhắc về cái câu chuyện mà cháu bé 8 tuổi đó, thì thế này nè Trung, tức là mọi câu chuyện đó là họ đứng trên cái mác gọi là gì, có phải là họ đấu tranh cho gia đình cháu bé đó không, cho tức là hương hồn của cháu bé đó không, đúng mà đúng không, tức là cái câu chuyện họ làm, họ ồn ào, họ căng biểu ngữ hay họ tuần hành, họ yêu cầu gây áp lực gì đó vân 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 là trên tinh thần gọi là đấu tranh cho gia đình cháu bé hoặc là với cái hương hồn của cháu bé, đúng không, để thỏa mãn cái gì đó của họ. Thì ở đây chúng ta thấy một điểm mâu thuẫn và mắc cười nè, cũng liên quan tới người Việt Nam và cũng liên quan tới trẻ em. Thì mọi người nhớ tới cái bé Nhật Linh mà bị sát hại ở bên Nhật không? Đúng không? Mà rõ ràng là gia đình của cháu bé đó đã đang đi đòi họ tìm lại công lý cho con mình, hầu như là tới bây giờ là theo tôi quan hiểu là gần 5 năm rồi. Gần 5 năm rồi. Đó. Vậy tại sao hai trường hợp nó tương tự nhau? Nó tương tự nhau. Vậy tại sao những con người đó họ lại không kêu gào cho gia đình bé Nhật Linh? Đúng không? Chúng ta có thể thắc mắc ở cái điểm này ở của những con người đó. Rõ ràng chưa? Tính chất vụ việc y như nhau, đều liên quan tới người Việt Nam. Câu hỏi đặt ra. Anh xin mời Trung. Thì cái điều này chúng ta không lấy gì làm lạ cả, không lấy gì làm lạ, bởi vì cái mục đích cuối cùng của người ta là người ta muốn công kích chính quyền, đổ lỗi. Sau cái giai đoạn đổ lỗi đó là công kích, và người ta cho rằng là cái vấn đề đó là Việt Nam làm sai, mà trong khi bản thân những người này thì người ta lại không có cái chuyên môn, đúng không ạ, không có chuyên môn về các cái lĩnh vực, đặc biệt là về lĩnh vực điều tra chẳng hạn. Thế nhưng người ta vẫn có quyền là gì ạ? Đóng vai quan tòa, đóng vai thẩm phán để mà định đoạt cho những cái người khác là tội danh này, tội danh kia và bản án này, bản án kia theo cái cảm tính của từng cá nhân một. Thế thì đặc biệt là ở đây là gì? Chúng ta thấy là trong bất kỳ kể cả hai vụ việc chúng ta vừa nêu thì đều có sự gì ạ? Kích động rất rõ ràng. Chứ không có gì bàn cãi cả. Thế nhưng mà vụ việc của cháu Nhật Linh thì lại hoàn toàn ngược lại. Nó liên quan đến yếu tố Nhật Bản. Đấy, đây chúng ta chưa nói đến góc độ hai nước hay là như thế nào, mà chúng ta chỉ nói góc độ là thông thường theo cái phương diện suy nghĩ của con người thôi. Đó là cũng nhiều người, đúng không ạ? Nhiều người thì người ta lại rất là có gì đó rất là tôn thờ, rất là thần tượng đất nước Nhật Bản. Đó. Và ngày hôm nay chúng ta theo dõi chúng ta thấy ngay cả một nghị viên của Nhật là nữ đó, người ta cũng phát biểu về cái vấn đề mà các cái vấn đề của nước Nhật đó. Thì đặc biệt trong đó nổi lên cái vấn đề về cái ngành công nghiệp giải trí người lớn, đúng không ạ? Và người ta coi đó là một cái vấn đề bức xúc trong xã hội Nhật Bản. Thế nhưng người ta lại ngược lại, người ta lại rất là đề cao. Và em có nói rồi, nước nào Dạ người ta tùy cũng sẽ nguyện. có cái tồn tại của nó. Nhưng tại sao bây giờ đó lại có người lại có mang cái tư tưởng như vậy? Đó nó xuất phát từ gì? Từ cái yếu tố là gì? Yếu tố là cái tư tưởng gọi là giống như kiểu mà chúng ta hay nói đó là thần tượng, thần tượng các cái nước phương Tây đó, gọi thần tượng, và cho rằng những cái nước đó bất kể vấn đề gì nó đều đúng cả.
Và chúng ta có thể so sánh thêm một cái nữa để chúng ta thấy thôi, cũng liên quan ở nước Nhật Bản. Đó là mới đây cái tổ chức, em nhớ không nhầm là cái tổ chức về cái điện lực của Tokyo đó. Theo cái Reuters Tokyo người ta có đưa lên là hàng ngày người ta xả ra khoảng 300 tấn cái nước thải mà có chất phóng xạ ra biển đó. Nhiễm phóng xạ. Nó nhiễm phóng xạ ra biển. Và người ta đã thừa nhận công khai vấn đề này và đã đưa lên báo chí. Thế nhưng mà có ai ở cái tổ chức Yêu nào hay cá cái hả? cá nhân nào là kêu gọi là thế Yêu này thế cá. nọ đâu. Nhưng vụ việc ở Formosa ở Hà Tĩnh thì nó lại khác hoàn toàn. Đấy, thế thì chúng ta thấy được cái góc độ gì ạ? Cứ bất kể vấn đề gì ở đất nước Việt Nam người ta đều cho là xấu cả. Và đều cần phải như thế này, phải cần như thế kia. Đấy, và rất nhiều người là đưa ra những cái giải pháp. Thế nhưng mà giải pháp gì thì giải pháp, nhưng mà trong những cái giải pháp đó thì vẫn chú trọng cái giải pháp là gì? Đó là biểu tình. Và chúng ta thấy rất rõ, đúng không ạ? Có nghĩa là người ta lợi dụng vào tất cả các vấn đề và cái kết cuối cùng người ta vẫn cứ là biểu tình thôi. Đấy. Thế nên là cái gì thì cái. Mỗi một yếu tố liên quan đến những cái thành phần mà chống phá nhà nước thì chúng ta phải xem xét lại. Thế thì qua cái buổi live ngày hôm nay đó thì em cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy, và đặc biệt là mọi người, không riêng vụ này mà tất cả những vấn đề khác, khi mọi người tiếp nhận thông tin của những cái thành phần khác Nhưng mà thì phải chúng tỉnh ta táo. cần phải có sự phân tích đánh giá và phải thực sự tỉnh táo trong vấn đề này, và chúng ta phải nhìn nhận được là gì, nhìn nhận được cái nào là đúng, cái nào là sai, và nhìn nhận được cái nguồn gốc của những cái thành phần mà đưa ra những cái thông tin đó, người ta cần đạt được cái mục đích gì. Em cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy, thì cũng cảm ơn anh Cơ Quang và mọi người đang lắng nghe. Ok, cảm ơn Trung rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.